Dạ, xin chào quý cô chú anh chị. Đây là một cái xe bánh mì nằm trên vỉa hè của đường 15 luôn. Ở ngay đường số 165 này. Đó, 165. Đường 10 phân luôn ạ. Dạ. Phường 10 phần 6 quý cô chú anh chị. Đây thì mà xe bánh mì của chú bán khá là lâu rồi. Dạ con chào chú nha. Dạ. Chú tên gì chú ha? Chiến. Chú Chiến hả? À. Chú Chiến là bán ở đây lâu chưa chú? Đầu 2-1 cái vậy. À, tức là trước đó mình có bán ở đâu không? Không, có ăn chỗ này. À dạ, 2-1 đến giờ là 3 năm ha? 23 năm rồi chứ. À 2-1. À dạ, dạ không phải 2-2-1. À dạ, dạ. Rồi, lâu lắm rồi, một chỗ giờ khi có chú anh chị. Bánh mì này gọi là bánh mì thịt nướng hả chú? À đúng rồi. Dạ, bánh mì thịt nướng. 15 năm. 23 năm một xe bánh mì vậy thôi chú ha. À nhà mình ở gần đây không hay là ở dưới bên tây mình lên đây ha chú? Đúng rồi, mình ở miền tây thôi. Dạ miền tây lên đây chú, anh chị. Dạ. Rồi có một anh em giới thiệu với nói bên này có xe bánh mì đẹp lắm, đấy là chú bán cũng lâu thì ghé qua đây chia sẻ cùng quý cô chú anh chị xem. Đây xiên những cái xiên thịt nướng chú đã chuẩn bị sẵn rồi. Đây là ok luôn. Chú Chiến. Dạ. Chú Chiến là năm nay bao nhiêu tuổi đi chú Chiến ha? À, 56 em. Dạ. Ồ là cũng 2-3 năm tiếp tục bán từ lúc trẻ đến giờ. Cái thịt này là chú từ ướp rồi nướng lên luôn đấy chú ha? Đúng rồi, đúng rồi. Mua lại hả? Không. Dạ. Ồ khó ghê. Đứng bên kia hơi khó. Wow, nướng nhìn ngon ghê ha quý cô chú anh chị. Hôm nay chú chỉ bán trứng này ồ thôi hay sao? Hả? Hôm nay chú chỉ bán trứng này ồ bánh mì thôi hay sao hả chú? Không, 3 giờ bán tới 5 giờ mấy, khoảng trăm mấy ổ em ơi. Dạ. Rồi. Bán chiều giờ rồi mà đúng không? Bán hồi 3 giờ chiều tới giờ, hồi 3 giờ tới giờ. Dạ. Một ổ bánh mì thịt này là bao nhiêu tiền hả chú? 15 em. Dạ, 15 ngàn một ổ nha quý cô chú anh chị. Cái thịt này là chú cùng từ chế biến luôn ha. À đúng rồi. Dạ. Mấy cái que này sao mình không làm bằng que sắt cho nó đỡ cháy chú ha? Không, que sắt nó gà tèn em rồi. Nó không ngon đúng không? Nó gà tèn á, gà tèn độc lắm ạ. À. Cái que cây này chứ không sao, chứ cái que sắt là nó gà tèn độc lắm ạ. Nhưng mà cái que inox thì không sao mà. Cũng vẫn như vậy em ơi. Bánh mì luôn ha. Ồ, vẫn bị à. À, dạ. Tại vì em nấu thì nó dễ, còn cái nướng này nó dễ gà tèn lắm. À, dạ. Vậy lại cái tre này chắc là nó đảm bảo chất lượng, nó ngon hơn đúng không? Thơm đúng hơn. Rồi, đúng rồi, nó ấy hơn, an toàn hơn. Dạ. Đây là suy nghĩ cho sức khỏe của người tiêu dùng ha. Dạ. Một xe bánh mì đơn sơ ở trên vỉa hè đấy quý cô chú anh chị. Cái thịt này giống như mình đã xay ra rồi chú ha. À, mình xay ra rồi mình bỏ gia vị các kiểu vô đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, cho nó vừa ăn. Không phải có bí quyết riêng hả chú ha? Đúng, đúng. Cái gì cũng vậy. Dạ, đúng rồi. Vậy mới giữ chân được khách hàng hai mấy năm nay mà. Đúng rồi. Lâu lắm rồi, chú anh chị. Bán một cái xe trên vỉa hè. Là nhà của chú là ở gần đây hay là ở dưới quê luôn? Không, nhà mình ở quê lên đây mướn cho nhà. Chứ không mua nhà thế này à? Không. Khói, hơi khói tí. Cái này nướng thịt thì nướng mà lửa than thì nó ngon hơn đúng không cơ? Đúng rồi. So với bếp điện này kia thì nướng than nó ngon hơn. À, chứ bếp điện thì nó không ngon bằng than được. Than nó thơm hơn không? Than nó chín nó thơm hơn. Chín nó thơm hơn nhiều so với các loại bếp điện. Cái này là chú nướng sẵn đó ha. Đấy, đầy đủ nha.
Hình phi à, là hình mỡ hình, mỡ hình. Cái này là bì heo á chú? Đúng rồi, da bì á. À, wow. Wow, một ổ nhiều, cũng nhiều xiên ghê chứ bộ ha. Chất lượng ghê hả chú? 15 em. À, con này khỏi trang, khỏi gì hết á. À, một ổ khô, một ổ bằng mỡ. Con mớt này chắc cũng cũng phải phải quyết riêng lắm này. Cái nước mắm nó quan trọng lắm. Đúng rồi, nước mắm nó cũng quan trọng lắm mà. Nước mắm quan trọng trong cái món ăn lắm. À. Đó, wow, 50 xiên rồi luôn. Đúng rồi, đúng. Một ổ bánh mì mà 5 xiên thịt luôn. Rồi. Nhìn chất lượng ghê không quý cô chú anh chị? Thơm ngon ghê. Cái thịt này là chú từ tay chế biến nên thành ra là quá ok luôn ha. Chất lượng. À, là một xe bánh mì này quý cô chú anh chị. Xe bánh mì rất là đơn sơ nhưng mà đã được đúng là hơn 20 năm rồi, cũng có chỉ 2-3 năm. Đây là bì heo này, một cái ổ bánh mì này sẽ có năm cái xiên này luôn, 5 cái xiên thịt này luôn nha quý cô chú anh chị. Rất là chất lượng luôn đó. Có 15.000 thôi chú ha. À, chú ha. Còn mình bán từ xưa giờ là giá nó có tăng lên không? Thì tùy theo thời điểm em. Dạ. Yeah. Đồ nó mắc quá mình phải lên từ từ. À dạ. Chưa ngày xưa thì giống như một tô hủ tiếu thì có 4-5 ngàn chẳng hạn. À đúng rồi. Chưa yeah. Giờ khác rồi ha. Khác hết. Giờ khác lắm rồi. Mấy cái hộp đây là hộp gì hả chú? Cái đó bún em. À bún. Bún thịt nướng luôn. Đúng rồi, đúng ra sống á. À, à, hay ha. Thôi, ổ bánh mì này. Chú làm chất lượng ghê này. Thấy cái giấy này của chú cũng làm không phải giấy báo nha, mà giấy trắng luôn. So với những cái tiệm khác là chú làm giấy trắng luôn này. Ok không? Đầu tư đó chứ hả? À, chất lượng á, chỉ là chuyên nghiệp á. Đầu tư đấy chứ bộ, chứ không phải là đơn giản nha. Một xe bánh mì rất là đơn sơ thôi. Nhưng mà có sự đầu tư để cho khách hàng có cái cảm nhận tốt nhất ha chú ha. Đúng rồi, cái gì nhà em ơi, cái đồ ăn uống cần nhất là người ta phải cần nó sạch sẽ. Dạ. Chứ giờ thấy nó mỹ quan. Dạ. Chứ đồ ăn uống mà em thấy không có lè lẹt nào này kia rồi ta thấy người ta giỏi đó. Dạ đúng rồi. Dạ. Không ok thì người lần sau người ta ăn người ta đâu có quay lại đâu. Bởi chú nó nghe chú bán là chú nhờ khách quen không à. À. Hồi xưa giờ khách thì đi ăn của chú hồ mấy chục năm nay cũng vẫn còn ăn á. À. Tại vì người ta ăn quen rồi cứ quay lại ha. Đúng rồi, người ta cũng vẫn quay lại lâu lâu rồi nó nghe người ta không ăn thường nhưng mà 5-10 bữa nửa tháng ta cũng qua vẫn ăn gai đều vậy đó. À, người ta nhớ món ăn của mình người ta quay lại. Rất là chất lượng luôn. Đây, quý cô chú anh chị. Đây là cái dưa ha. À, dưa chua em. Dưa chua. À. Còn đây là nước mắm không cay. À, nước mắm không cay. Còn đây là nước mắm cay. À. Cũng rất là đơn giản nhưng mà trong cái xe bánh mì của chú là cái nào mà chú theo chú là nó dự trên được khách hàng là cái gì, từ cái gia vị hay là từ cái gì hết chú, từ cái món này ha. Nó nhiều cái phước ấy lắm em. Ví dụ nó nhà cũng cái chút à. À. Ví dụ bánh mì phải nóng giòn. À. Rồi nước mắm phải vừa ăn. Dạ. Rồi thịt thà mà nước cũng phải nó vừa cái khẩu vị của người ta. À dạ. Và nó phối hợp nó nhiều, nhờ cái chút. À, mùi thử mùi ít hơn. À, bây giờ em làm đồ ăn ngon mà em bán rồi mì nó dai nhách, nó quẹo gơ rồi người ta ăn cũng không ra gì. Đúng rồi. À. Nó phối hợp nhiều cái lắm em ơi. Dạ dạ dạ. Hay quá ha. Đó, như vậy mới 23 năm mới tồn tại được. Đúng rồi, đúng rồi, nói thiệt chứ ấy thôi là đâu có tồn tại tới giờ này, ngày nay dữ vậy. Dạ. Yeah. Mà cái lượng khách chú là hình như là càng ngày càng đông chứ không thể giảm, không bao giờ giảm. Dạ. Yeah. Rồi quê chú, ở quê là ở dưới miền Tây ở đâu chú ha? Ở Tiền Giang hay em. Ngày xưa là mình có học cái công thức này ở đâu không chú ha? Có của thằng gia tiền, có thằng cháu đưa ra. À. Trong gia đình ra. Nhưng mà giờ chậu chú có bán không? Có, giờ nó bán ở dưới quê á, vì hồi đó thì nó bán ở bên ngã bãi, bây giờ nó lớn tuổi rồi, giờ nó cũng về nhà nó bán luôn rồi. À dạ. Yeah.
hết lỗi nổi rồi. À dạ. Cho gần nhà thôi đúng không? À dạ. Có thể là tiền thì ít hơn nhưng mà được gần, đúng rồi, gần nhà. Gần nhà. Lớn tuổi rồi nó làm như ít ăn ít nó nhẹ anh không có lo. Dạ. Vậy là công thức này thì tính ra thì chỉ có hai người sở hữu thôi ha. À chú và người cháu đó thôi. À dạ. Nhưng mà giờ cũng nhiều lắm em ơi, giờ người ta học lớn ra cũng nhiều lắm. À học lớn rồi ra ha. Ừ, ra nhiều lắm. À. Nhưng mà cũng tùy, cũng người ta bán nó đúng ra thì cái gia vị thì mỗi người nó mỗi khác. Mỗi khác đúng rồi. À chứ nhiều khi mình đâu có giống nhau được hết. Đúng rồi, đâu có giống nhau được, thì giờ cuộc sống thì mạnh ai nó bán thôi. Dạ. Còn dạ. Ví dụ người ta ăn cái chỗ nào vừa miệng thì ta đến nữa, còn không vừa miệng thì ta đi chỗ khác. À dạ, vậy dạ. Thôi. À hay ha. Dạ. À. Đúng rồi. Quan trọng nhất là mình bán rồi cái người ăn người ta có quay lại ăn lần thứ hai ha, nữa hay là không thôi. Các bạn mình bán có tâm rồi chú ha. À. Bạn phải có tâm thì mới tồn tại được 2-3 năm nay chứ. Đúng đúng rồi. Làm gì đâu 2-3 năm là một quãng đường rất là lâu rồi với cô chú anh chị. À dạ. Tết đầy đủ hết chứ. Hôm nay là chủ nhật là khách hơi vắng em ạ. Chủ nhật trời nó đúng là hơi vắng. Ngày thường thì đông hơn. Ngày thường giờ này dễ vào chú đứng ở không vậy? À đúng rồi dạ. Không có dịp mà chia sẻ được luôn ha. À dạ. Đó, một cái ổ bánh mì vậy mà năm xin thịt luôn quý cô chú anh chị, năm xin thịt khổng lồ luôn. Em nè ăn thường nó biết nè, rồi em thấy hỏi nó phải ngày thường có thứ nào nó lại đây nữa, nào có liền đó. Dạ dạ. Đứng cũng trời. Chờ không ha. À. Dạ, dạ cảm ơn. Bán đầy đủ. 30 con. Không ăn vị quá. Cái 2000 chứ. À, cái xiên này cũng bán riêng quá hả chú? Có bán cho mấy đứa nhỏ ăn không nữa. À, 2000 một xiên. Ờ, 2000 đây. À, rẻ ghê. Để không bán được không? Để thêm 10000 nữa đi mà chia hai. À dạ dạ, 2000 một xiên. Đó, đồ bánh mì thì có 15000 thôi. À trong đồ bánh mì là có 5 xiên. Wow. Vậy là chú đâu có lời bao nhiêu đâu. À, đúng à. Rồi, thì gọi chú nhờ cái chút thôi. Chứ một xiên 2000 mà bánh mì là 5 xiên hết 10000 rồi. 10000 mất rồi. Rồi bị bánh mì nữa. Ờ rồi bị này kia rồi vô rồi 5000 chứ nhiêu nữa. Dạ, mỡ hình nước mắm. Rồi công chế biến tùm lum hết mà. À. Đâu đơn giản đâu. Mà nghĩ sao rất là chất lượng luôn quý cô chú anh chị. Oh, wow, một ổ bánh mì mà quá trời xiên thịt luôn này, khổng lồ luôn á. Oh, quá trời thịt luôn. Chị ăn đây nhiều chưa chị? Mới mua lần đầu. À mới mua lần đầu à? Ủa anh kênh gì vậy? Em kênh Sài Gòn Food. À em cũng hay coi. Dạ dạ. Hôm nay đi qua đây giới thiệu cho mọi người, tại em chưa quay lần nào, hôm nay mới quay lần đầu. Thú cho mèo rồi quay hoài à. Dạ. Thú cho mèo rồi cũng quay hoài à. À vậy hả chú. Dạ. À. Dạ cảm ơn. Đó đúng rồi. Cũng có ông anh ở ổng ở ngoài đây nhưng mà ổng ở nước ngoài. À nước ngoài hả? Lâu lâu ổng cũng về, ổng quay, ổng qua bảo mà đem bển cho Việt Nam mình coi. Việt Kiều coi đúng không? À. Rồi con nhỏ ở đây nè, nó có chồng ở bển, nó về qua bển nó thấy chân hững luôn á. Trời ơi, con thấy chú qua bển luôn á. À bên Mỹ đường này kia hả? À dạ. Hết đầy đủ hả em? Dạ. 15 em. À bên nước ngoài cũng về mua ghé ăn với cô chú anh chị. Về không? Một xe bánh mì nó đơn giản thôi. Nhưng mà nổi tiếng ra thế giới rồi đó. Mà ông có về lần nào ông cũng quay á. À. À dạ. Quay sang bên bên đó coi ha. À, chia sẻ cho người Việt bên đó coi. Đúng rồi, đúng rồi. Ổng nhà ổng ở đây nè, ngoài Lý Chi Hoàng nè. Dạ. Dạ, hết đầy đủ ha. Thì nãy giờ khách tới cũng nhiều quý cô chú anh chị.
tiếp tục khách tiếp tục luôn á, nằm ngay đường Nguyễn Văn Luông gần đây công viên. Ê, công viên này là công viên gì ha chú ha? Công viên này là công viên Nguyễn Luông em. À công viên Nguyễn Văn Luông luôn quý thưa quý vị. Dạ. À xe bánh mì rất là ok luôn. Mở mở em luôn nha. Đây mấy cái xiên quay chú là chuẩn bị sẵn này. Nhìn như con nhím luôn. Xiên quay chuẩn bị sẵn. Quá là ok. Dạ, yeah, cảm ơn anh. Hiện nay đã được chú chế biến sẵn rồi, chú có chú anh chị. Cái việc mà pha chế thịt này cũng có nhiều kỹ năng quan trọng lắm này. Nó phải cân đối giữa thịt mỡ với thịt nạc để cho nó làm sao nó ăn không quá ngán mà cũng không phải là thiếu mỡ, thiếu nạc. Nó phải cân đối với nhau không? Gia vị này kia nữa. À, cái công viên Nguyễn Văn Luông này, chú có chú anh chị. Chạy ra hướng này là hướng đường Võ Văn Kiệt á. Nhìn thấy chú chuẩn bị kỹ là ghê luôn á. Phải ngay cả cái tờ giấy của chú cũng làm bằng cái tờ giấy trắng nha, không phải có giấy báo như các cái tiệm bánh mì thường thấy đâu. Ồ bánh mì cũng giòn ghê ha. Cho mới em. Tại mình lấy cách chừng khoảng chừng nửa tiếng là mình lấy đạt vậy đó. À dạ. Ờ mình tức là mình hết bao nhiêu thì mình lấy thôi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, mình canh đó em chứ không có lấy một lần ha. Không, lấy rồi bánh đâu ngon. Rồi không có ngon đó. Rồi như thế nó mới giữ được chân khách hàng thôi. Đúng rồi, mình bán là nhờ cái đó đó. Thì hỏi thì nó giòn á, ăn á làm phải có tâm. Có tâm trong cái việc làm ra một cái ổ bánh mì để cho mọi người thưởng thức. Làm sao bánh mì Sài Gòn thì nổi tiếng rồi ha. À. Các món luôn. Kệ em nó muốn quay rồi, quay với bánh mì bánh mì trà, bánh mì trà. À, cảm ơn nha. Thì nhân công kịp làm luôn. Ba tê. Thì em nó muốn quay cho nó quay với giờ sao vậy? Quay chia sẻ mà cho người bên Mỹ coi. Bên Mỹ mà kịp làm luôn á. À không. Dạ, ở bên Mỹ người ta thích coi lắm. Dạ. Qua bên Mỹ người ta còn coi mà đúng không chú ha? Đúng rồi. Bên Mỹ Sài Gòn là nổi tiếng thế giới mà. Phải một trong những món ăn đường phố nổi tiếng thế giới luôn đó. Mà ở Việt Nam mình là người ta thông minh đó, người ta chế biến món ăn nó ok. Bạn bè quốc tế người ta đi qua là người ta cũng phải ngạc nhiên mà. Nhiều món chú ăn. Bán vậy chứ nó phải khách mấy người Tây á. Dạ. Qua đây người ta dạy học rồi nè. Dạ. Đủ hết luôn á, rồi ghé ăn thường lắm á. À dạ. Mình nghĩ là mình bán cái dĩa hè là lòng lề đường là người ta thấy người ta cũng thấy phải không? Dạ. Mà anh này thấy mà chú thấy mấy người nước ngoài là thì mua là ghé vô ăn thường lắm á. À dạ dạ. Mà mình bán tại vì em biết không, người ta mình bán ví dụ đâu có ra rõ ràng đó, ví dụ là ổ bán 15 là khách đó, xuống là chú bán xuống cũng vẫn là 15 mà. Dạ. Có khi ta chơi đôi khi mình nữa mà mình đâu có lấy đâu. À. Tại vì tao biết mình bán là nó giá cả nó thật tình đó. Dạ. Có khi nó cho thêm nữa mà chú không lấy. À hay quá ha. Tại do mình dễ thương á, cho dễ thương. Tại vì do mình bán cái giá người ta biết là mình bán cái giá không có chặt chém á. Dạ dạ. Bởi vậy cái làm như người ta giới thiệu người khác lại ăn tiếp vậy đó. À dạ dạ dạ. Giống như con vậy đó. Ờ kia ông giới thiệu con qua đây đó. Chứ con có đâu có biết đâu. Đó chứ người ta xứ lạ quen người ta vô đây mình thương ta không hết. Dạ đúng rồi. Có đâu mà ví dụ mình bán mình chặt chém mà ta bây giờ lâm như mình cũng vậy, mình đi chỗ khác mình ăn uống người ta chém mình có tức không? Dạ đúng rồi. Dạ dạ. Vậy là chú là quá ok luôn á, đúng. Đấy, chú là chất miền Tây luôn á. Dễ thương. Bởi vậy nhiều khi nó phải chắc chắn chứ không phải là xe hơi nó ghé đậu nó mua ào ào nó mà cứ dẫn xe hơi dẫn xuống lấy 15 ngàn là 15 thôi chứ không phải là dạ. Đúng giá luôn ha. Đúng giá. Ví dụ người ta nói rồi bây giờ làm cho người ta 20-25 là mình làm. À. Còn cứ người ta biểu bán ở mình cứ làm không lấy 15 vậy thôi. À, à, dạ hay quá ha. À, quá uy tín luôn quý cô chú anh chị. Dạ. Thì cái xe bánh mì rất là dễ thương của chú Chiến. Dạ. Thì
những du khách thầy giáo dạy học người nước ngoài cũng hay ghé mua. Thì cứ 15 ngàn thôi chứ không có tăng giá hoặc là như nào hết. Từ trường hợp là người ta muốn làm cái ổ bánh mì 20 ngàn thôi, hoặc là 25 ngàn thì chú mới làm thôi nha. Bán như vậy, có tâm như vậy cho nên mới bán được 23 năm nay ở đây rồi quý cô chú anh chị. Mặc dù không có biệt hiệu, không có gì hết ha, nhưng mà vẫn bán rất là ok. Tại giờ cũng thấy toàn khách chìm không à, đi xe tay ga đồ này kia quá trời luôn, tới mua ăn đấy. Nói chứ vừa hỏi ăn cái gì vậy em ơi? Dạ. Mình phải có cái tâm chút, ví dụ nó mới có ấy thôi, chứ giờ nó tiền bạc biết nghe cho đủ. Dạ. Giờ mình sống cuộc sống này, giờ thấy đâu có gì tồn tại đâu mà phải mà dạ. Tính toán dành dịp. Dạ, dạ. Nói chung là chủ là thấy dễ thương, uy tín. Trong cái việc mà chế biến món ăn rất là đủ ha, nó tới liên tục luôn á. Đây bì heo đó chú cũng chế biến luôn hả chú? Cái gia bì á hả? Dạ. Không em, cái này lấy chứ làm không nổi rồi em. À có làm hơn hả chú? Ờ tại ngày nó lạng máy rồi, cắt máy không à. À mình đâu có thể làm được. Rồi khách tới liên tục qua quý cô chú anh chị. Dạ. Mình cái nào mình biết là nó thì ai cũng vui, chú cũng vui mà người quay clip cũng vui quý cô chú anh chị. Dạ. Người xem clip cũng vui nữa. Rồi. Dạ, cảm ơn. Chú trời ơi chú ơi, nó hơi ấy rồi. À. Sao không? Hết đầy đủ hả chị? Thơm ghê á, mùi thịt nướng và mùi bánh mì rất là thơm luôn. Giờ này người ta đi về tan tầm á, người ta ghé mua cũng nhiều. Một cái bếp lửa rất là đơn giản thôi, bếp than, cùng một chiếc xe đẩy. Thì chiến nó bán một duy nhất một cái địa chỉ này thôi, quý cô chú anh chị. Đi ngủ luôn. Wow. Dạ, cảm ơn. Vẫn là quán hết rồi đó. Dạ. Mình không cho khách mà khách còn lại cho lại ngược cho mình. À, cho tiền luôn ha. Không phải cho tiền mà dạng như giống như là người ta mến á, là tới mùa trung thu rồi á, người ta cũng đem khách bánh rồi á, người ta cho. À, cho quà ha. Ờ. Dễ thương ha. Mà nhiều khi rủ chú rồi đi ăn uống rồi chú đâu đi, là nào chú đi mấy chuyện đó. Hay vậy hả chú? Hả? Dạ. Có thằng Dũng ở bên quận 11 á. À. Nghiệp lắm. Dạ. Nó giàu lắm mà có cái nó khái mình mà ăn cũng cực khổ vui vẻ á. Dạ. Để nó cũng mến. À. Bởi vậy nhiều khi mùa trung thu nào vậy xong rồi cái nó kêu lính khách qua cho hộp bánh. À hay ha. Ờ để nó đi đâu về cái mua đồ ăn về nó bò nó ghé cho chú. À dạ. Bởi vậy Nghiệp ấy là khách hàng thôi nha. À dạ dạ. À, hay ghê á. Đầy đủ ha em. À, thấy chú dễ thương cho nên là nhiều người rất là quý chú á. À, dưa này là dưa chua. À. À, cái này là bún nữa, bún gọi là bún thịt nướng hả chú ha? À đúng rồi. Dạ. Vậy là 20 đó em. Dạ, 20 à, chú bán bún thịt nướng và bánh mì thịt nướng tùy cô chú anh chị. Dạ. Rồi, nãy giờ thấy cũng khách đông lắm, khách tới liên tục luôn. Thì chú bán đến hết thịt thì về 20 cái số xiên này thì về quý cô chú anh chị. Dạ. Tức là khi nào chú bán hết cái này chú mới về đúng không? À không rồi, mà có khi hết sớm mà vô lấy bán tiếp. À bán tiếp. Dạ. Khoảng mấy giờ hả chú ha? Cũng tầm năm mấy sáu giờ em.
À, tức là ra đây là khoảng 3 giờ chiều ha? À đúng rồi, ra 3 giờ. 3 giờ đến 18 giờ ha? À. Dạ, dạ. À, dễ thương quá. Đấy, hôm nay có cơ hội tiếp xúc với chú thì thấy cuộc đời cũng tươi đẹp hơn. Cũng có ý nghĩa trách nhiệm hơn này, cũng có chú anh chị. Làm cái gì cũng phải có tâm, đầu tư tâm sức vào mình làm thì nó mới ok được. Chứ làm bậy quá hoặc làm cho khó hoặc là làm dối làm bừa thì nó sẽ không được tồn tại lâu đâu. Làm tầm bậy thì đâu được tồn tại lâu đâu chú ạ. Đúng rồi, cái gì cũng vậy em. Mình làm có tâm đàng hoàng là mình tồn tại hoài mình phát triển được. Chứ giờ làm tầm bậy thì đâu có ok đâu. Đúng rồi, người ta ngu có lần thôi, người ta đâu ngu lần thứ hai đâu em. Giờ xã hội người ta khôn rồi chứ đâu có dài đâu. Ta dạy một lần thôi chứ ta không dạy lần thứ hai đâu. Mình làm ăn đàng hoàng thì người ta tới một lần thì sau này tới hoài. Tới hoài đúng rồi. Với lại người ta cũng giới thiệu người khác tới nữa. À đó, cái quan trọng đó đó. Dạ đúng rồi. Với lại là người ta quý mình. Đúng rồi. Đây như chú chia sẻ là khi thoảng người ta, những người mà khách quen người ta tới, mặc dù chỉ là người ta mua bánh mì thôi mà người ta tới người ta hỏi thăm hoặc là tặng quà này kia nữa. Người là đâu có bỏ đâu. Đâu phải cái tiền bánh mì nào cũng được như vậy đúng đâu. Rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Lương ok quá, một ổ bánh mì rất là chất lượng. Thì ngay công viên Nguyễn Văn Luông này, quý cô chú anh chị. Dạ, thì qua đây thì hôm nay giới thiệu cho quý cô chú anh chị xem. Dạ. Ớt đầy đủ không con? Không lấy ớt. Rồi, cảm ơn chú nha. Rồi, rồi, cảm ơn con. Dạ. Đó, hôm nay được con để cô chú đi, con chú con lấy. À, đi qua đây chú gặp chú chia sẻ cho những cái câu chuyện về cuộc đời rất là ý nghĩa. Được chiếm ngưỡng cách nướng này kia cũng ngon, rất là tuyệt vời. Nước mắm này chú cũng từ pha ha? À đúng rồi đấy. Ra là cũng phải có những cái đặc biệt riêng trong đó nữa. Đây, mình ăn mới ngon. Dạ, yeah, chú gã cho. À, xe bánh mì của chú Chiến đã 23 năm. Quý cô chú anh chị, dạ, cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem clip và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những clip tiếp theo ạ. À. Dạ, yeah, xin cảm ơn. Dạ. Yeah.